Thưa quý vị, trong thời gian qua thì nhiều trung tâm và đơn vị đã chú trọng việc phát hiện và đào tạo vận động viên bóng đá từ nhỏ nhằm giúp các em không ngừng theo đuổi đam mê, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền bóng đá nước nhà. Và chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí 2019 cũng đã khởi động trong sự hưởng ứng nồng nhiệt của các bạn trẻ yêu bóng đá. Và đây sẽ là cơ hội để tìm kiếm những tài năng bóng đá nhí nhằm tạo nguồn cho việc phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam. Cầu thủ nhí 2019 với tiêu chí đào tạo theo giáo trình tiêu chuẩn quốc tế, học tập kỹ thuật chơi bóng của các danh thủ thế giới. Năm nay, các cầu thủ nhí có độ tuổi từ 10 đến 12 tuổi được ban huấn luyện trực tiếp tuyển sinh từ khắp mọi miền đất nước thông qua sự kiện tuyển chọn tập trung tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Từ hơn 1.000 thí sinh thông qua các vòng tuyển chọn gắt gao, từ thể lực, chuyên môn và đối kháng, ban tổ chức đã chọn ra top 20 để tiếp tục hành trình trả dài từ Nam ra Bắc. Lấy hình tượng các danh thủ thế giới như Ronaldo, Messi, Beckham, Pazisum. tiêu chí đào tạo của cầu thủ nhí 2019 là trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới trong tương lai, kỹ thuật như Messi, chuyên nghiệp như Ronaldo là hai trong số những chủ đề huấn luyện sẽ được áp dụng vào chương trình. Các giáo trình đạt chuẩn quốc tế với những bài học kỹ năng chuyên nghiệp cũng được áp dụng vào chương trình dạy cho các bé. Đồng hành cùng cầu thủ nhí 2019 là cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn ở vai trò huấn luyện viên chuyên môn, nghệ sĩ Đôn Nguyễn và Diệu Nhi ở vai trò bảo mẫu.